Với định hướng chính sách đúng đắn, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển ấn tượng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề tới các điểm du lịch của tỉnh, đã khiến cho ngành du lịch của tỉnh Cao Bằng gặp nhiều khó khăn. Và để tháo gỡ khó khăn, thì tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, tập trung vào thị trường nội địa, nỗ lực hướng đến mục tiêu xây dựng Cao Bằng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Cao Bằng có nhiều điểm tham quan du lịch thú vị và hấp dẫn về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo của các dân tộc. Trong đó, Thác Bản Dốc không chỉ là điểm tham quan du lịch nổi bật trong vùng, mà từ lâu đã trở thành điểm đến nổi tiếng của cả nước và thế giới. Tuy nhiên, năm 2020, địa điểm du lịch này rơi vào trạng thái khá trầm lắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước thực trạng đó, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã đưa ra các biện pháp kích cầu du lịch, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút khách du lịch. Năm 2019 thì là có trên 600.000 khách đến với Thác Bản Dốc, huyện Trùng Khánh. Năm 2020 chỉ có trên 200.000 khách thôi. Theo cái số liệu tính toán là giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2019. Với những khó khăn như vậy, chúng tôi ban thường vụ cũng đã bàn và đưa ra một số giải pháp tháo gỡ cũng như là để thực hiện tốt trong cái thời gian tới về cái lĩnh vực du lịch bền vững. Chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn, đảng ủy các xã thị trấn, đặc biệt là chỗ Đàm Thủy, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vấn đề du lịch. Mà vừa qua thì cũng đã chỉ đạo các cái xã là mỗi một xã một sản phẩm du lịch đặc trưng của các xã, đồ ăn thức uống, hàng lưu niệm vân vân, cái điểm dừng chân cũng như là các nơi nghỉ khách sạn, cố gắng là giảm cái giá thành hợp lý nhất, tạo điều kiện để thu hút khách đến tham quan với Thác Bản Dốc. Bên cạnh đẩy mạnh công tác quảng bá, việc kết nối giao thông, quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ tại các điểm đến cũng được tỉnh Cao Bằng chú trọng, phấn đấu từng bước hoàn chỉnh và đẩy mạnh thương hiệu du lịch Bản Dốc tỉnh Cao Bằng. Cái nguồn vốn chúng tôi gặp nhiều khó khăn, chính vì vậy thì các cái hạ tầng của chúng tôi thì cũng chưa được đầu tư đồng bộ. Đây là một khó khăn về vấn đề đầu tư, về cái giao thông đi lại thì cũng chưa thuận tiện, đặc biệt là cái chỗ giao thông mà hiện nay cũng đang đầu tư là kết nối với khu du lịch Bác Bó thì hiện nay đi rất khó khăn, mà đi thì còn phải vòng qua thành phố đến huyện Trùng Khánh, đến khu du lịch Thác Bản Dốc. Nếu mà cái đường quốc lộ 4 của chúng ta mà hiện nay mà thành công thì sẽ giảm đi được khoảng độ 70 cây số. Với hàng loạt các giải pháp kích cầu du lịch, tiếp tục khai thác tối đa giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số đến với khách du lịch, đồng thời tạo sự gắn kết hoàn chỉnh giữa các đơn vị du lịch. Trong thời gian tới, các địa điểm du lịch tỉnh Cao Bằng phấn đấu sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách.